Thời gian qua, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp, chủ yếu là trộm cắp xe máy, trộm đột nhập vào nhà dân. Mặc dù là lực lượng công an đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống loại tội phạm này, nhưng vì chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, một số người dân vẫn bị trộm lẻn vào nhà, lấy đi nhiều tài sản có giá trị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do thu mua phế liệu nên bà Nguyễn Ngọc Nhị, ngụ phường An Hòa, thành phố Sa Đéc phải mở cửa cả ngày. Cứ nghĩ ban ngày trộm sẽ không dám đồng hành. Nào ngờ vừa đi vào phía sau vài phút, bà đã bị kẻ gian lấy trộm số tiền hơn 30 triệu đồng để trong tủ. Nó cũng nhìn cô cũng mấy ngày nay rồi. Nó nhìn thấy cô vừa bước, vừa đem đồ vô ra sao á. Thì bên đó nó phóng qua liền. Phóng qua cái nó nhào vô tủ nó lấy. Đối tượng lấy trộm tiền của bà Nhị là Lê Phước Thiện, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc, cũng là người hay lui tới tiệm này để bán phế liệu. Thấy cửa tiệm chỉ có đôi vợ chồng lớn tuổi trông coi, nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Còn bà Lưu Lệ Quyên, ngụ phường 1, thành phố Sa Đéc, đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm một túi sách, bên trong có nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Qua công tác điều tra xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Cảnh, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Văn Thanh, ngụ phường 3, thành phố Sa Đéc. Các đối tượng khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Cảnh đã rủ Thanh đi trộm. Vì từng có một tiền án trộm cắp tài sản nên vừa bước vào nhà bà Quyên, Thanh đã phát hiện ngay túi sách để gần nữ gia chủ. Nhanh như chớp, đối tượng ôm túi sách và chạy ra ngoài. Tại chị chuẩn bị đi giao về đi bán, đang chuẩn bị sáng đang đi chuyển tiền cho người ta đó. Bây giờ mới để đó, đang kẹp đã cũng là thường thường chị cũng để hoài là sáng đi chút xíu là đi ra đi bán liền rồi. Mình đâu có ngờ là bị tai nạn vậy. Bây giờ là bài học rồi, đâu có để trong nhà nữa. Hoặc là gửi ngân hàng hết. Từ đầu năm 2023 đến nay, tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp. Công an Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án gần 100 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 186 bị can, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Và đã thu hồi được 3 tỷ. Trong đó, nhiều vụ trộm cắp tài sản lợi dụng đêm khuya, nhà không có người trông coi. Trước hết, người dân là phải tự bảo quản tài sản của mình bằng cách là các biện pháp là như là phá cửa nè. Đó. Rồi nếu mà có đi mà thì phải là có người ở nhà trông coi hoặc là các biện pháp khác như là sử dụng camera ghi hình. Đó. Thứ hai là phải cảnh giác với các đối tượng lạ mặt là vào cái khu vực mà nơi chúng ta ở. Trong dịp hè này, nhiều gia đình sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch trải nghiệm. Dù có đi đâu làm gì thì mỗi người dân cần có biện pháp giữ gìn tài sản của mình để các đối tượng trộm cắp không có cơ hội ra tay, từ đó góp phần gìn giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương.